sợ cái tầm đợt về sau này đợt mà nó nhỏ nhỏ thế này thì sợ giá nó hơi xuống thôi, chứ hiện tại mà giá trái to thế này là đang được giá đấy, tại số lượng mít không còn nhiều đâu. Ok, cảm ơn mọi người trở lại với kênh Miền Tây Phiêu Lưu nha. Hôm nay thì chia sẻ với mọi người về mít Thái siêu sớm các bạn. Quay lại chủ đề mít Thái siêu sớm. Thì như mọi người biết đó, kênh Miền Tây Phiêu Lưu thì chia sẻ với mọi người mít Thái siêu sớm này. Cái đó là chia sẻ về chăn nuôi bò sát, cũng có gắn mối hay gắn hữu hành nha mà. Và chăn nuôi côn trùng. Nuôi côn trùng thì mình đây có chăn nuôi dế, chăn nuôi ruồi đánh đen bạn. Thì bà con nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với kênh Miền Tây Phiêu Lưu ha. Thì hôm nay mình quay lại chia sẻ với bà con mình cái vấn đề mít Thái nha các bạn. Thì hôm nay cập nhật cái giá mít cho bà con mình biết. Cái nguyên nhân hôm nay là mình không có thu hoạch mít đi mà. Mình chỉ nắm bắt được cái thông tin là cái giá mít ở tại Hậu Giang mình hôm nay thôi bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 7 nha bạn. Hôm nay ngày 17 tháng 7 thì cái vườn mình thì mít thì còn rất là ít mà. Mít ra đang ra những trái nhỏ thôi, trái tơ thôi, chưa được này, những trái nhỏ thế này. Bởi vì chưa có thu hoạch, hôm nay thì không có thu hoạch mít nhưng mà mình nắm được cái giá mít ngoài thị trường. Cho nên quay sang cập nhật cái giá mít cho bà con mình biết, cho các địa phương khác xem có cái giá chênh lệch không các bạn. Thì hôm nay là 17 rồi, 17 17 tháng 7. Thì cái giá mít lậu 1 các bạn. Một là hôm nay 38.000 các mọi người. Đã lên nhảy giọt luôn. Hôm trước thì chỉ còn hai mới được hai mấy ngàn, hôm nay cách mấy ngày thôi mà đã lên 38.000. Thấy cái giá mít nó nhảy múa mọi người thấy chóng mặt luôn các bạn. Mít loại 1 nha, lấy năm nay lấy 9 kg là 38.000 nha mọi người. Mít loại 2 thì 9 kg chở từ 6 kg đến 6 kg đến 9 kg nha bạn. Là giá hôm nay là 20.000 nha mọi người. Còn từ 6 kg xuống tất cả là mít mít bi giá 10.000. Quan trọng hôm nay cái giá mít loại 1 bạn. Giá mít loại 1 nó là nhảy giọt lên được 38.000 một ký bạn. Bà con mình trồng mít thì cảm thấy rất là hào hứng nha, tại vì cái thời sau một thời gian dài khoảng tính ra là gần 2 tháng trời mọi người, gần 2 tháng thì cái giá mít nó đã xuống dưới mức mười mấy ngàn, có lúc thấp nhất là 12.000 một ký nghe bạn. Ở vườn mình bán hiện tại cái thời điểm thấp nhất là 12.000 một ký, còn nó cứ nằm cái giá mười mấy hay mười mấy ngàn, 20.000 tầm đó thôi. Chỉ có cái đợt này nó lên được 38.000 mà nó quay đầu nó tăng tốc trở lại. Nguyên nhân chính là các cái lượng mít đó, lượng mít trái trong các nhà vườn thì rất là ít rồi. Nhưng mọi người xem đây, giờ chỉ còn những mít đang ra hoa thế này nha mọi người. Đấy, đang ra hoa. Ra hoa thế này khoảng tầm khoảng 3 tháng, 3 tháng rưỡi. Nếu mà nó mới ra hoa như thế này mà 4 tháng ha. Cái này 4 tháng mới đâu có thu hoạch được. Còn những trái to to này khoảng 3 tháng, 3 tháng rưỡi này mới có thu hoạch. Thì tính mít từ lúc ra hoa tới đấy mà thu hoạch được khoảng tầm từ 4 tháng, dao động từ 4 tháng mà. Tầm cái tầm đấy. Thì bởi vì cái giá mít hiện tại thì nó đã lên cũng đúng theo cái thị trường nha mọi người. Tại vì mít trong các nhà các vườn không còn nữa. Bởi vì giá nó lên là đúng rồi. Bà con mà hiện tại ở các vườn nào hiện tại giờ đang còn mít mít mà trái thì chắc nghĩ là sẽ trúng giá đó mà. Đi dạo sơ qua cái vườn của mình mọi người xem, còn lai gai thôi ha. Đây này, mít to thế này còn rất là ít, nó đang ra những đợt sau này, những đợt sau này này cái này khoảng 3 tháng trở lên nó mới có thu hoạch nữa mọi người. Đấy. Đây này, trái nhỏ nhỏ thế này khá là nhiều luôn. Thấy chưa bạn? Tầm 3 tháng trời nữa mới có thu hoạch.
Thì hiện tại cái ở trong các nhà vườn thì mít trái thu hoạch thì rất là ít, cho nên mình sẽ cập nhật cái giá mít, nhưng mà hiện tại là nắm bắt được ở ngoài thị trường thôi bà. Mình sẽ thông báo cho cập nhật để cho bà con mình biết, chứ không giống như hồi trước. Hồi trước thì mình mỗi lần thu hoạch mít thì mình sẽ mới cập nhật cái giá mít cho bà con biết nha. Nhưng mà thời điểm này thì mình sẽ nắm được cái thông tin ở những các vườn mít ở gần chỗ khu vực mình này, khu vực mình ở huyện Châu Thành nha bà, Châu Thành của tỉnh Hậu Giang. Thì mình sẽ cập nhật cái giá ở ngoài những cái vườn mít đó cho bà con mình biết thôi, chứ không có thu hoạch như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì thu hoạch vừa thu hoạch xong rồi mình sẽ cập nhật cái giá cho bà con mình biết giá hiện tại đó. Nhưng mà bây giờ thì vườn nó hết trái rồi, rất ít rồi. Còn mít tơ này, mít đang ra trái thôi mà, đang ra hoa thế này thì khoảng mấy tháng nữa đấy. Cái tầm này khoảng 3 tháng nữa, mấy 3 tháng trở lên mới bắt đầu có thu hoạch lại. Còn lại ra những cái trái này, mọi người xem đây này, những cái mít tơ sau này trái còn cái này lai gai thôi, không có nhiều bạn. Cho nên bà con mình ở những cái vườn nào hiện tại nên giờ trái khoảng tầm 2 tháng là bắt đầu chuẩn bị, mình nghĩ là giá mít sẽ còn cao nữa mọi người. Sợ cái tầm đợt như về sau này, đợt mà nó nhỏ nhỏ thế này thì sợ giá nó hơi xuống thôi, chứ hiện tại mà giá trái to thế này là đang được giá đấy, tại số lượng mít không còn nhiều đâu. Cũng như nãy giờ bà con mình xem đây, đi sơ qua cái vườn của mình thì còn lai rai một vài trái thôi mà, không nhiều nha. Những mít đang ra hoa thì nhiều đây, đang ra hoa thế này mà nó dên, tại vì cái vườn của mình thu hoạch cũng liên tục mà cũng còn lai gai ít thôi, không nhiều nha, cũng không ít cái gỗ đây này đang ra hoa. Cái đời hoa này thì con tạm thấy nhiều này, đây thì có nên đang trồng thêm nữa đây các bạn. Thì cũng đợi bà con mình ở các vườn khác, nếu mà có trái nhiều thì mình cũng có, nếu những cái vườn nào mà kế bên trái có đang thu hoạch nhiều mình có thể đi qua chia sẻ cho mọi người. Này, cập nhật cái giá vừa quay đi xem cảnh cắt mít luôn, cập nhật cái giá luôn thì bà con mình sẽ nhìn thấy nó giống như hồi trước giờ các bạn. Còn hiện tại bây giờ mình chỉ nắm được cái giá bên ngoài thị trường thôi, chứ không có thu hoạch mít ít trái, nhưng mít ít trái nè mọi người. Đợt này trái ra thì ông anh ông cũng để này, trái tốt trên cao luôn. Trong vườn của mình thì mít trồng rất là nhiều đợt các mọi người, thì mọi người biết mà, mít Thái thì trồng nó không được, cái vòng đời của nó cũng ngắn lắm mọi người, không có lâu, sống không có thọ lắm. Bởi vì nếu mà có cây nó xuống, cây nó không còn tốt nữa thì mình sẽ trồng thêm cây mới các bạn. Bởi vì như mít mình đang mít to có mít nhỏ có, nó khắp đầy đủ hết. Thì cũng cảm ơn mọi người theo dõi nha, và luôn ủng hộ kênh Miền Tây Phiêu Lưu. Thì hôm nay quay chia sẻ mọi người cập nhật cái giá mít cho bà con mình biết. Đây, cập nhật cái giá mít. Thì cái giá ở đây nhắc lại cho bà con mình biết nha, mít đầu một hôm nay còn được, hôm nay thì được 38.000 nha mọi người.
mít là 38 ngàn, còn mít lần 2 thì được 20 ngàn, mít lần 3 thì đây cũng được 10 ngàn nha mọi người. Thật cái giá nó đã ổn lên rất là nhiều rồi nha. Bắt đầu nó cảm giác như bắt đầu nó quay đầu nó tăng lại đó bạn, chứ không có tục, không có giảm giá như lúc trước nữa nha mọi người. Thì cũng có một người theo dõi nha và luôn ủng hộ kênh Miền Tây Phiêu Lưu. Chúc mọi người luôn thành công với mô hình cái trồng trọt của chăn nuôi của mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các đoạn video tiếp theo nữa về chăn nuôi bò sát này, nuôi gắn mối, nuôi dế, chăn nuôi ruồi đính đen. Hay là ruồi đính đen thì thời gian sau thì mình sẽ có nhiều cái đoạn video hay chia sẻ cho mọi người xem nha các bạn. Thì chăn nuôi gắn mối, chăn nuôi dế thì đã có nhiều video phía trước đã đăng lên rồi, bà con mình chịu khó tìm để xem trong đấy. Cảm ơn mọi người theo dõi nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong các đoạn video tiếp theo. Bye bye.